Ủa rồi mắc gì dưới không đứng ra lên người tôi đứng dĩa long trời. Mắc gì dưới đó, dưới đâu đây chỗ ông đứng không phải lên người tôi đứng dĩa long trời. Cô chú nhìn nó nè. Đó, cái đuôi của nó bây giờ gãy hết cọng rồi. Nó mới mọc được hai cọng luôn, đuôi bây giờ gãy hết cọng rồi. Còn có ăn cộng mà mai mốt cô chú đừng có thắc mắc là đuôi của nó đâu nha, em không có cắt nha, em không có cắt một tí nào luôn á. Nó tự gãy à, nó quậy quá cái lông đuôi nó gãy xịt ra, xịt ra, xịt ra, tự nhiên người mắc cái gì ở dưới không đứng pha lan người tôi đứng nó cái đầu thì hói kìa, cô chú thấy cái đầu hói không, nó thấy cái đầu đang hói không, xịt ra mà tinh sáp vô em để nó rỉ 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 đó, ông mắc móc mũi móc miệng á, nhưng mà ha em mới kêu nó xịt ra, nó đứng im lại á, ghê lắm, nó xạo lắm, xạo kinh luôn á. À, nó diễn 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 một lát mà ha em cái đầu nó hói kìa, nó diễn diễn một lát mà ha em không có xe ra nha, em không có có nhìn thấy nó là nó lại lít lít tới mặt em mà xạo lắm, xạo kinh luôn á, nó xạo kinh luôn, nó quấn chủ lắm nha cô chú. Cô chú mà muốn muốn nuôi một con vẹt quấn chủ thì tìm tìm dòng lori về nuôi. Trời ơi em không biết những con lori khác nó có như vậy không, chứ con này nó quấn chủ lắm cô chú ơi, người người đâu là nó phe ở đó, nó nằm nghỉ trưa chút xíu mà không được với nó luôn á, nó leo lên nó cắn nó rỉa nó móc 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 mũi nó làm tùm lum hết trơn á. Mà cô chú phải nuôi mấy cái này phải để ý con mắt nha, nó một mắt một cái là mù mắt á, đùa đâu. Xịt ra đừng có đầu ngoài sân sau lần vô bếp nha nha, xê ra nha, cái đầu hói nè cô chú, những cái đầu hói nè. À, hai cái đầu hói không, cái đầu hói đó, con chim đầu hói á. À, cái đuôi thì cái này cái đuôi nè, cái đuôi thì gãy rồi đó, coi chú thấy đuôi gãy không, cái đuôi nó gãy nè, còn có cái đụng nó nám, cái đuôi nó gãy á, cái đuôi nó gãy rồi, còn con cộng mà mai mốt lại quay về thời con chim lông không, con chim không đuôi nữa, nữa cho coi đó, coi nè mọc được có hai cộng mà bây giờ gãy một cộng rồi, còn có một cộng nè đó, rồi không biết cái cộng kia trụ được mấy bữa nữa đó, cô chú nhìn đi chứ nó quậy cỡ đó thì đuôi nào chịu nổi, trời ơi nó quậy kinh luôn á. Thôi 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 chỗ khác đi, thôi đi chỗ khác đi, sẽ đây xe ra nha, đừng có đầu ngoài sân sau lần vô bếp nha, diễn diễn cái mặt kìa, mặt diễn diễn kìa, có mặt diễn diễn kìa, diễn ra đứt kìa, diễn ra đứt kìa, thôi diễn 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 quá. Đó, chim mà tối ngày về này cô chú coi đây, lông nào mà chịu nổi, tối ngày nó như vậy đó thì lông nào mà chịu nổi, như vậy thì dành cho cún thôi chứ cún đực mèo thôi, nằm ngửa mà như vậy thì cái bụng thì chỉ có dành cho cún với mèo thôi, cho chim nào mà chịu nổi lông của nó gãy rồi, gãy mất tiêu cọng lông đuôi rồi, còn cọng à. Buồn ghê luôn, nó tưởng cọng lông nó da dài mừng 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 được mấy bữa giờ gãy còn không cọng, chán ghê luôn. Cái này nằm như gì bắt gãy bụng chán ơi chán luôn á, gãy bụng như cún á, chó hoặc mèo cho chim gì thứ nó.